Dù bạn là ai, bạn đi đâu và làm gì, chỉ khi về bên gia đình thì khi đó mới thực sự có Tết. Bốn cô nàng đáng yêu Phương, Khánh, Uyên, Nhi sẽ đón Tết thế nào? Đón xem Nhà là Tết lúc 8:20 và 15:45 hàng ngày từ mùng 1 Tết đến mùng 10 Tết trên Today TV. Mời quý vị đón xem.